Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn tả một đồ chơi em tặng người khác. Nội dung như sau. Kết thúc học kỳ 2, em trai của em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Vì vậy, em đã mua tặng em trai một chiếc diều rất đẹp. Kích thước của diều không lớn lắm, chỉ rộng một sải tay của em. Nó có hình của một chú chim đại bàng. Khung diều được làm bằng thanh tre rất chắc chắn. Bên ngoài được bọc một lớp ni lông nhiều màu để tạo thành cánh diều. Phía đầu buộc một sợi dây dù, độ dài khoảng 15 mét. Sợi dây được cuộn lại cẩn thận trong một chiếc que tre. Những ngày lộng gió, em thường đưa em trai lên đê để thả diều cùng các bạn nhỏ trong xóm. Chiếc diều bay rất cao. Em rất vui vì em trai em yêu thích món quà này. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết đoạn văn tả một đồ chơi em tặng người khác. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.